Thưa quý vị, tập trung triển khai các công trình trọng điểm động lực trên địa bàn Đà Nẵng là mệnh lệnh, là yêu cầu cấp thiết được đặt ra trong bối cảnh hiện nay nhằm tạo động lực phục hồi phát triển kinh tế thành phố. Thực hiện chỉ đạo này, tùy theo đặc thù của từng công trình, các đơn vị đang chủ động khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch, vừa gấp rút triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Ý thức đây là dự án rất quan trọng của Đà Nẵng, có chức năng giải quyết ô nhiễm, chống ngập úng tại khu vực ven biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, nên nhà thầu đang huy động tối đa phương tiện máy móc và nhân lực triển khai thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Mặc dù là có những ngăn khách quan như thế về Covid, dịch bệnh rồi thiên tai, nhưng mà nhà thầu cũng ý thức được là đây là một công trình động lực trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, chúng tôi là nỗ lực hết mình trong khả năng là tập kết đầy đủ vật tư thiết bị, nhân công, thi công, máy móc thiết bị và thi công liên tục trong thời gian có thể 3 ca, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, hầu như là trên công trường đều có máy móc thiết bị hoạt động và công nhân thi công. Tất cả các buổi thi công đều hoạt động giống như thế. Dự án có đến 5 hạng mục quan trọng, trong đó hạng mục tuyến cống xã đã thi công hoàn thành 100%, hạng mục trạm bơm đạt hơn 60%, hạng mục hệ thống ống cống kích ngầm với số lượng hơn 2.000 ống đã tập kết tại công trường hoàn thành 100%. Với hạng mục khoan kích ngầm, hiện nhà thầu đã đưa được hai hệ thống thiết bị khoan kích ngầm từ Đức về Việt Nam và bắt đầu khoan kích. Hạng mục hố kích ngầm thì đã triển khai được 8 trên 25 vị trí. Các hạng mục đang được triển khai đồng loạt với 6 mũi thi công. Có tăng ca thường xuyên thì với lại là làm kiểu 6 rưỡi đi làm thì 10 rưỡi về ca kia ra đội, cứ quay ngược như thế, cứ suốt ngày làm thông ngày thông đêm để kịp tiến độ với công trình. Đây là công trình khá đặc thù, khó thi công, có vị trí đào sâu đến 14 mét để lắp đặt đường ống có kích thước lớn, nên nhà thầu đã quyết định sử dụng công nghệ khoan kết ngầm để thi công, sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để mua hai thiết bị khoan kết ngầm này từ Đức. Với công nghệ này, cho phép thi công ngầm dưới lòng đất thay cho phương pháp thi công truyền thống là đào đường, lắp đặt ống, qua đó đẩy nhanh tiến độ, giảm thiểu thời gian hoàn trả mặt bằng và đảm bảo thông. Đà Nẵng là tỉnh thành thứ 3 trên cả nước sử dụng công nghệ này. Điều đáng nói, trong bối cảnh dịch bệnh, việc nhập khẩu thiết bị và đưa chuyên gia từ Đức sang Việt Nam là hoàn toàn không đơn giản. Nhập thiết bị từ Đức về thì có một cái khó khăn lớn nhất là ảnh hưởng Covid, cho nên các chuyến bay thương mại hầu như là bị hầu như là không có chuyến bay thương mại. Thì từ thiết bị ngay từ ban đầu chúng tôi đi đường hàng không để đưa thiết bị về. Nhưng cuối cùng là phải khắc phục bằng cách là phải đi đường biển. Phải đi đường biển về, cho nên thời gian nó cũng mất khá dài. Cái thứ hai, chuyên gia từ Đức sang Việt Nam, nên nhà thầu khắc phục bằng cách là phải sử dụng một sân bay đặc biệt riêng cho chuyên gia khi được phép. Về chuyên gia về tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó cách ly theo quy định 14 ngày thì có mặt tại Đà Nẵng để thực hiện cái việc này. Có thể nói, dịch bệnh kéo dài, thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của Đà Nẵng và việc thi công các công trình. Do vậy, mới đây, tại các buổi kiểm tra thực tế và tại các cuộc họp chuyên đề, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, sẽ đồng hành cùng nhà thầu vượt khó và ngược lại cũng sẽ kiên quyết xử lý những đơn vị yếu về năng lực và thiếu trách nhiệm trong triển khai dự án. Với quyết tâm này, tin rằng những vướng mắc trong việc triển khai các công trình trọng điểm sẽ được tháo gỡ kịp thời, công tác giải ngân đầu tư công sẽ khởi sắc.